Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Tiến đây. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Tiến sẽ đọc tiếp tập mới của bộ truyện Vợ Tôi Là Lệ Quỷ. Còn với khung giờ livestream thì Tiến sẽ cố gắng ấn định với các bạn trước ở những ngày tiếp theo để chúng ta có thể gặp nhau tại buổi livestream cùng nghe chuyện, cùng trò chuyện nha. Còn bây giờ thì xin mời đến với những tình tiết mới nhất của bộ truyện Vợ Tôi Là Lệ Quỷ, diễn đọc Bá Tiến. Chương 442. Anh quan sát cẩn thận nhỉ. Cho nên mới nói, người nuôi quỷ này đúng thật là Sơn Tiêu. Sau khi lau rửa bớt bụi bặm dơ bẩn trên người, Nhạc Chấn Đào, Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết ngồi bên cạnh giếng nước nói chuyện cùng nhau. Dương Húc Minh thở ra một hơi thật dài nói: Không nghĩ tới, chúng ta vậy mà xém chút nữa lật xe cả đội ở chỗ này rồi. Con mẹ nuôi quỷ này có năng lực đúng là kinh khủng thật. Nhạc Chấn Đào cười đáp: Cũng may mắn bà ta trực tiếp tập kích chúng ta ở đây. Bằng không mà nói, lấy năng lực này của Sơn Tiêu, bà ta lại sai khiến một người nuôi quỷ khác phục kích nơi này. Lần đầu gặp mặt, coi như chúng ta toàn quân bị diệt rồi. Quỷ diện, kẻ này là người rất cẩn thận. Mặc dù nhận định Sơn Tiêu có thể một mình giết chết tất cả chúng ta, phần thắng rất lớn, nhưng mà quỷ diện vẫn lựa chọn né tránh trong bóng tối. Húc Minh gật đầu. Nhưng quỷ diện không ngờ tới Sơn Tiêu đã sớm bất mãn với cả hắn rồi, trực tiếp vi phạm mệnh lệnh. Đây cũng là vận may của chúng ta, chỉ tiếc không bắt được người sống thôi. Đến bây giờ thì vẫn như cũ, không biết tình huống cụ thể của quỷ diện và những kẻ còn lại. Dương Húc Minh ngừng một chút rồi vừa cười vừa nói: Thôi, không việc gì cả, chỉ là đôi chút đáng tiếc. Bất quá Ứng đại tiểu thư, sao giờ này em không nói gì vậy? Dương Húc Minh tò mò nhìn cô gái bên cạnh hỏi: Từ nãy đến giờ nhìn em có vẻ lạ lạ nha, có phải lúc nãy em gặp cái gì rồi không? Dương Húc Minh quan tâm cũng làm cho Nhạc Chấn Đào nhìn lại. Nhạc Chấn Đào nhìn sắc mặt trắng bệch của Ứng Tư Tuyết, gật đầu nói: Hoàn toàn chính xác. Ứng Tư Tuyết, sắc mặt của cô rất trắng đấy, tựa hồ còn chưa hết sợ hãi đâu. Hay là cô bị thương ở đâu hả? Có cần tôi giúp gì không? Ứng Tư Tuyết nhìn hai người trước mắt, trầm mặc mấy giây rồi lắc đầu: Không có việc gì đâu, tôi rất tốt mà, không cần lắng đâu. Dương Húc Minh cau mày nhăn trán tỏ vẻ thương cảm. Thật sao? Nhận biết lâu như vậy rồi đến nay mới là lần đầu tiên anh thấy em trong tình trạng thế này đấy. Vừa rồi em gặp cái gì vậy? Hỏi em thì cũng không chịu nói ra gì cả. Nếu như gặp phải cái gì mà em không giải quyết được, cứ nói ra đi, bọn anh sẽ giúp em mà. Ứng Tư Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, gật đầu nhẹ: Biết rồi, không cần bày ra loại vẻ mặt này đâu, em không sao đâu mà. Đối mặt với cả cô gái cố chấp này thì Húc Minh và Nhạc Chấn Đào bất đắc dĩ liếc nhau một cái, hai người đều thở dài lắc đầu. Vậy chúng ta trước hết báo cảnh sát đi. Nhạc Chấn Đào cất tiếng: Chết nhiều người như vậy, vẫn là nên thông chi cho cảnh sát đến giải quyết. Dù là gọi người tới nhặt xác cũng tốt, cứ để như vậy phơi thây hoang dã, đợi đến khi thi thể được phát hiện ra thì lúc đó đã hư thối hết cả rồi. Mặc dù cứ thế bỏ đi sẽ bớt phiền phức phải lấy lời khai với cả cảnh sát, nhưng mà Nhạc Chấn Đào vẫn lựa chọn gọi báo cảnh sát. Dương Húc Minh thì đối với cả việc này không vấn đề gì cả. Về phần của Ứng Tư Tuyết, hiện tại cả người cô gái này đều lộ rõ sự bất an. Cô lặng lẽ cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì cả, cũng không bày tỏ ý kiến gì hết. Thế là hai người đàn ông này phối hợp với nhau gọi báo cảnh sát. Kế tiếp là điều tra thường quy, dò xét hiện trường, phát hiện án. Đối với những chuyện này thì nhóm người Húc Minh đã thống nhất lời khai từ trước rồi. Húc Minh là đến quê hương của bạn gái vừa mới chết thảm nhìn xem, muốn hỏi thăm một vài tin tức về cái chết của cô bạn gái mình. Kết quả không nghĩ tới, bọn hắn vừa tiến vào trong thôn thôi liền phát hiện ra nhiều thi thể như vậy. Lý do này không thể bắt bẻ,
Đồng thời những người kia cũng hoàn toàn chính xác không phải là do bọn hắn giết. Riêng Húc Minh bọn hắn không thẹn với lương tâm. Rất nhanh thì đội y pháp của thành phố Cửu Giang cũng tới. Chuyện này nhanh chóng nhập vào vụ án của Lý Tử, được tiếp nhận bởi đội trọng án Cửu Giang. Bọn Dương Hùng Minh thì bị giữ lại đồn cảnh sát thành phố Cửu Giang đến tận lúc trời tối mới được rời đi. Bởi vì nhóm người Húc Minh hoàn toàn không có gì hiểm nghi, cảnh sát cũng không làm khó được bọn họ. Chỉ là một lần chết nhiều người như vậy thì vụ án này trình độ ác liệt đã siêu việt án mạng của Lý Tử mới chết thảm trước đây không lâu rồi. Nhưng mà lần này, hung phạm cũng đã bị giết chết trong thế giới ác mộng tiềm thức của quỷ rồi. Hài cốt cũng không còn. Những cảnh sát này xác định điều tra vô ích thôi. Cũng không biết vụ án lớn như vậy áp xuống, đến lúc đó sẽ xáo trộn cuộc sống của bao nhiêu người đây. Được rồi, thôi, mặc kệ những chuyện kia đi. Dương Húc Minh đứng trước cửa chính của Cục Cảnh sát thành phố Cửu Giang, thở dài một hơi rồi nói: Thầy Nhạc, chúng ta đi ăn nhà hàng đặc sản đi. Dày vào một ngày rồi, tôi nghĩ mọi người cũng mệt mỏi rồi. Đi kiếm đặc sản món ngon gì của Cửu Giang thưởng thức một chút đi. Nhạc Chấn Đào nhìn đồng hồ thở dài: Giờ này đoán chừng chỉ có thể ăn đồ nướng thôi. Vừa vặn tôi biết một quán ăn bán đồ nướng không tệ, chúng ta tới đó ăn chứ hả? Nhạc Chấn Đào ngó qua Ứng Tư Tuyết để trưng cầu dân ký. Giữa ánh đèn đường mờ mờ, Ứng Tư Tuyết lạnh lùng liếc Nhạc Chấn Đào, gật đầu nhẹ. Sau đó cô mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào ghế phụ. Tôi hơi mệt, hai người ai lấy xe tay lái nhá. Húc Minh nhún vai, tiếp nhận chìa khóa mà Ứng Tư Tuyết đưa cho. Vậy em nhắm mắt một chút đi nhá, đợi chút nữa tới quán ăn rồi thì anh sẽ gọi em dậy. Ứng Tư Tuyết ngả lưng dựa vào ghế, im lặng nhắm mắt lại, không nói gì cả. Dương Húc Minh lái xe đến địa điểm mà Nhạc Chấn Đào đã chỉ. Chỗ này cách chung cư nơi Nhạc Chấn Đào ở không xa. Sau khi ba người xuống xe thì Húc Minh đề nghị: Hay là gọi cả Tiểu Trúc cùng với cả San San đến ăn cùng đi. Lúc này thì Tiểu Trúc cùng San San đã về nhà rồi. Bởi vì nguyên nhân Sơn Tiêu đục lại độc vãng, bọn Dương Húc Minh đã khẳng định người nuôi quỷ cũng không biết cụ thể tin tức thân phận của Nhạc Chấn Đào, không cần lo lắng người nhà bị liên lụy nữa. Cho nên Nhạc Chấn Đào đã sớm thông chi cô em vợ để Tiểu Trúc và San San có thể trở về nhà. Nhạc Chấn Đào cũng gọi điện thoại cho Tiểu Trúc cùng San San tới quán nướng ăn cùng. Lúc này thì ba người đã đi vào quán đồ nướng mà Nhạc Chấn Đào đã kể. Đây là một quán nhỏ bày ở ven đường trong hẻm, có 4-5 bàn, sinh ý cũng không tệ lắm. Chủ quán là một đôi vợ chồng đang chạy tới chạy lui bận rộn. Ngày mùa hè nóng bức ở Cầu Giang, ban đêm có chút gió, trộn lẫn với cả mùi khói thơm lừng của đồ nướng, cho người ta một cảm giác thật kỳ diệu. Từ khi ở Bành Trạch trở về thì Ứng Tư Tuyết vẫn biểu lộ một vẻ lạnh lùng như băng. Tựa như trước đó, cô đã nhận phải đả kích gì to lớn, hoàn toàn không còn vẻ sống động, tràn đầy năng lượng như trước nữa. Dương Húc Minh để ý loại trạng thái này của Ứng Tư Tuyết, rồi hắn suy đoán có lẽ cô ấy không chịu được khói dầu mỡ trong quán. Dù sao vì đại tiểu thư này trước đây sống an nhàn sung sướng, ăn uống nhà hàng, chứ mấy khi phải vào quán vỉa hè đâu. Ứng Tư Tuyết liếc nhìn Húc Minh, rất bình tĩnh lắc đầu: Không việc gì đâu, em rất tốt mà, mọi người ăn đi, không cần phải để ý em đâu. Cô xoa xoa bụng nói: Sáng giờ bụng có chút không thoải mái thôi, em không muốn ăn gì cả. Tiểu Tuyết, mặc dù anh nói như vậy thì có chút hơi thừa, nhưng mà em thật sự không bị thương ở đâu ấy chứ hả? Dương Húc Minh nói: Từ Bành Trạch đến giờ cũng đã mười mấy tiếng đồng hồ rồi, anh không nhìn thấy em cười gì cả, điều này rất là không bình thường nha. Trong tình huống bình thường thì khoảng 3 phút là em sẽ cười một lần đấy. Hiện tại thế nào rồi? Có chuyện gì em cũng đừng giấu giếm nữa, tất cả mọi người là bạn đồng hành cơ mà. Húc Minh lo lắng, Nhạc Chấn Đào thì có chút sầu lo. Ứng Tư Tuyết liếc nhìn xem hắn, khóe miệng có chút cong lên, vẽ nên một đường cong lạnh lùng đanh đá. Bình quân 3 phút cười một lần,
Anh cũng quan sát tỉ mỉ quá đấy nhỉ. Giữa ánh đèn đường mờ mờ thì Ứng Thư Tuyết nở nụ cười đầy vẻ âm trầm. Anh Minh không nói ra thì em còn thực sự không biết chính mình lại hay cười với tần suất cao như vậy đâu. Chương 443. Anh bạn đang bị nguy hiểm. Tại một khắc, Ứng Tư Tuyết bật cười. Người đối diện với cô nàng, Húc Minh vô thức chợt dùng mình. Kiểu nụ cười này lạnh lẽo khủng khiếp. Trên bàn ăn thì hai người đàn ông liếc nhau một cái. Sau đó Húc Minh đứng lên. Tôi đi mua nước nha. Nhạc Chấn Đào theo sát phía sau. Tôi đi cùng cậu nhé. Tiệm mua thêm một chút hoa quả nữa. Thế là bàn ăn nơi này chỉ còn lại Ứng Tư Tuyết một mình lẻ loi trơ trọi ngồi đấy, đờ đẫn nhìn chăm chú vào bóng lưng của hai người đàn ông đang lén nút rời đi. Tình huống này có gì đó sai sai rồi nha. Đi ra một khoảng cách nhất định thì Húc Minh thấp giọng nói. Bằng vào hiểu biết của tôi với cả Ứng Tư Tuyết, trạng thái này của cô ấy vô cùng không thích hợp. Tôi quen biết Ứng Tư Tuyết cũng đã lâu rồi. Lần thứ nhất thấy cô ấy thất thố là lúc cô nàng bị một con lệ quỷ nào đó tạo ra huyễn cảnh quấy nhiễu. Thời điểm ấy, Ứng Tư Tuyết nhìn thấy người nhà mình. Những lúc khác thì cô gái này có thể nói là tâm trí kiên định như sắt đá vậy. Không vì ngoại vật mà thay đổi đâu. Vĩnh viễn luôn tỏ ra lạc quan, hướng tới phía trước. Nhìn bộ dáng này của Ứng Tư Tuyết thì tôi đang hoài nghi cô ấy bị lệ quỷ quấn thân rồi. Nhạc Chấn Đào chần chờ mấy giây nói. Lệ quỷ phụ thân sao? Điều này có thể loại trừ được đấy. Ứng tiểu thư hẳn là chỉ đơn giản bị hù dọa thôi, hoặc là bị khơi lên một loại hồi ức nào đó không thoải mái, cho nên đến bây giờ vẫn bàng hoàng và mất ổn định tâm lý. Nói thật, trước đó tôi đã cảm thấy Ứng Tư Tuyết rất không bình thường, cho nên vì lý do an toàn, ngay sau khi chúng ta xuống ngơi, tôi liền lặng lẽ phát động năng lực của vợ tôi. Trong khi chúng ta nói chuyện thì tôi đã cảm nhận được thế giới tiềm thức của Ứng Tiểu Tuyết. Chủ nhân của thế giới tinh thần kia không hề nghi ngờ gì vẫn là cô ấy. Chỉ là hiện tại tình trạng cô nàng rất tồi tệ. Quả thực là ta thấy qua rồi. Bóng ma tâm lý đáng sợ nhất của cô ấy. Nhạc Chấn Đạo tiếp tục cười khổ. Dương Húc Minh, anh bạn đã từng đi qua thế giới kia rồi. Biết được tình huống trong thế giới ấy rồi. Dù là một người mà trong hiện thực nhìn hết thảy điều bình thường, nhưng nội tâm của họ, thế giới tiềm thức của họ, sợ hãi sẽ diễn hóa ra những ác mộng vô cùng kinh khủng. Mà ác mộng của Ứng Tư Tuyết mặc dù tôi không dám đi vào xem đâu, nhưng mà chỉ vẻn vẹn nghe bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết, cũng cảm nhận được khí tức tuyệt vọng từ thế giới bên kia. Điều làm cho tôi không nhìn ra mà cũng phát khiếp, toàn thân tê liệt rồi. Đây tuyệt đối là ác mộng và tuyệt vọng triệt để. Nói cách khác, hiện tại sợ hãi và tuyệt vọng trong tiềm thức của Ứng Tư Tuyết đã vượt qua tất cả những người mà tôi từng gặp trước đây rồi. Hết lần này tới lần khác, cô nàng lại không chịu nói cho chúng ta biết đến cùng đã có chuyện gì vậy. Nhạc Chấn Đào tỏ vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên, mặt ngoài càng là người lạc quan thì vết thương trong lòng thường là càng nặng nề. Tuổi thơ cùng gia đình của Ứng Tư Tuyết hẳn là không phải mỹ mãn gì cả. Dương Húc Minh nghĩ chuyện cũ của Ứng Tư Tuyết cảm thấy đau đầu. Đâu chỉ không mỹ mãn đâu, quả thực chính là ác mộng đấy. Có lẽ là năng lực của Sơn Tiêu đã dẫn đến vết sẹo trong nội tâm của cô ấy rồi, không kiềm chế được nỗi lòng rồi. Nhưng mà năng lực của Sơn Tiêu là để lệ quỷ hoàn nguyện. Tôi bị lệ quỷ quấn lên còn dễ nói. Dù sao trên người tôi cũng có mang một đống quỷ đây này. Nhưng mà Ứng Tư Tuyết chẳng lẽ tự thân lực lượng tinh thần hóa thành lệ quỷ cũng sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc như vậy sao? Dường như mình suy nghĩ đủ mọi đường, nhưng mãi vẫn không đoán ra được tình huống là như thế nào. Nhạc Chấn Đào thì nhìn bộ dáng của hắn như vậy chần chờ mấy giây rồi nói. Hey, mặc dù chuyện này tôi nhắc tới rất không thích hợp, nhưng mà tôi cảm thấy vẫn nên nhắc nhở anh bạn một chút đi. Húc Minh à, tôi không nhớ lầm đâu. Bên cạnh anh hẳn là còn lượn lờ một con lệ quỷ thuộc hàng khủng, là cô bạn gái của anh đấy. Nhạc Chấn Đào híp mắt nhìn Húc Minh nói tiếp. Tại thời điểm năng lực của Sơn Tiêu dẫn đến hai con lệ quỷ trên thân của anh bạo động,
Anh chẳng nhẽ không cảm thấy hiếu kỳ cô bạn gái của anh đi chỗ nào sao? Dương Húc Minh trợn mắt kinh hoàng. Vãi cả trường, chẳng lẽ là Lý Tử đã làm gì Ứng Tư Tuyết sao? Nhạc Chấn Đạo vỗ vỗ vai của Húc Minh, tỏ vẻ cảm thông, nhẹ giọng nói. Dù sao tình huống anh bạn cùng Ứng Tư Tuyết, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nếu như bạn gái của anh vẫn theo sát bên cạnh, như vậy lúc ấy ưu tiên của cô bạn gái muốn tìm diệt có lẽ không phải là anh bạn đâu. Nói đến thế thôi, người anh em tự cầu phúc đi nha. Nhạc Chấn Đạo lấy từ trong tủ lạnh ra mấy cái chai nước nói tiếp. Tôi lấy nước cho Tiểu Trúc và San San đây. Anh bạn tự lấy nước mà Ứng Tư Tuyết thích. Dương Húc Minh ngơ ngác nhìn Nhạc Chấn Đạo, rồi vội vàng chọn hai chai nước uống, sau đó trả tiền rồi đuổi theo. Cảm ơn đại ca đã nhắc em nhé. Dương Húc Minh cười giả lạ. Em là một thằng mới lớn chưa hiểu chuyện đời đâu. Tình huống này thực sự rất bối rối nha. Chính là cần Nhạc đại ca, loại người thành thục từng trải, tới dạy dỗ em đây này. Nể tình đồng đội và sinh gia tử, nhờ anh chỉ bảo một vài đường cơ bản được không? Nhạc Chấn Đạo dừng bước, liếc sang Húc Minh bên cạnh thở dài. Tình huống này coi như tôi hỏi đi, tôi đây cũng không biết nên xử lý làm sao cho tốt đâu. Điểm duy nhất có thể khẳng định là bất luận lúc ấy đã xảy ra chuyện gì thì tối thiểu nhất Ứng Tư Tuyết không bị giết chết. Điểm này rất trọng yếu nha. Đương nhiên là trọng yếu. Cú không biết bởi vì cô bạn gái của anh ngay từ đầu không có ý định giết Ứng tiểu thư, hay là bởi vì chưa kịp động thủ. Cái này thì đoán chừng chỉ có Ứng Tư Tuyết mới biết được thôi. Chúng ta bây giờ chỉ biết đến có một điểm, đó chính là hiện tại nội tâm của Ứng Tư Tuyết tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cô gái này tại lúc ấy đã tạo ngộ sự tình cực kỳ kinh khủng. Mặc dù may mắn sống sót nhưng mà bóng ma tâm lý đến bây giờ vẫn không tán đi được. Bóng ma tâm lý này sâu sắc đến trình độ nào, cứ nhìn cô ấy vừa rồi bên ngoài thì cười bên trong không cười. Xem nụ cười quỷ dị kia là hiểu được rồi. Nếu như là tôi đây, đại khái chỉ có cách là cứ chiều theo ý cô nàng thôi. Ưu tiên trấn an tâm lý của cô ấy trước, để Ứng tiểu thư thoát khỏi bóng tối tâm lý, rồi sau đó mới hỏi chuyện rõ ràng. Nhạc Chấn Đạo lắc đầu tiếp tục nói. Dù sao trước đây thì mỗi lần tôi với vợ phát sinh mâu thuẫn, chỉ có một biện pháp ứng đối thôi. Đó là nếu thuận với cả ý kiến của vợ thì là nghe theo, còn không thuận với cả ý kiến của vợ thì cũng cứ làm theo thôi. Rồi sau đó từ từ phân tích xoay chuyển dần dần. Phụ nữ ấy mà, luôn luôn hẹp hòi bụng dạ, nhưng mà lại dễ mềm lòng. Anh bạn cứ chiều chuộng nghe theo cô nàng mấy lần đi, tự nhiên cô ấy sẽ vui vẻ thôi. Nghe xong bài giảng của Nhạc Chấn Đạo thì Húc Minh mắt tròn mắt dẹt. Chỉ cần như vậy thôi sao? Anh Nhạc xác định chỉ có như vậy và hiệu quả chứ? Nhạc Chấn Đạo mặt tỉnh bơ đáp. Dù sao thì tôi với cả vợ mỗi lần cãi cọ đều dùng cách ấy cả đấy. Cho đến nay thì gia đình luôn hòa thuận, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, chưa từng có cãi lộn nghiêm trọng. Một khắc này thì Nhạc Chấn Đạo ở trong mắt Húc Minh tỏa ra ánh sáng thần thánh, tựa như ngọn đèn chỉ đường rực rỡ trong đêm tối vậy. Hắn tỏ vẻ thán phục rồi quay nhìn về phía của quầy đồ nướng. Từ chỗ này thì Dương Húc Minh có thể nhìn thấy Ứng Tư Tuyết đang ngồi trước quầy. Một mình cô gái lặng lẽ nhìn xa xăm, biểu lộ âm trầm đờ đẫn. Hắn cắn răng nói. Ok, tôi biết phải làm sao rồi. Tôi không phải là làm con cún ngoan ngoãn nghe theo cô ấy sao? Không vấn đề gì cả. Húc Minh dõng dạc. Đàn ông làm cún ngoan không hề mất mặt. Chương 444. Đi cùng em một chút. Dương Húc Minh lái xe dừng ở bãi đỗ của khách sạn. Sau đó hai người một trước một sau đi vào thang máy lên lầu. Trong thang máy, không gian yên lặng tĩnh mịch. Tấm gương sáng bóng chiếu rọi thân ảnh của hai người. Ứng Tư Tuyết cúi thấp đầu, lặng lẽ không biết đang suy nghĩ chuyện gì cả. Dương Húc Minh cũng im lặng, khẽ siết nắm đấm rồi sau đó lại buông ra. Cảm thấy thật khó xử. Bầu không khí này bắt đầu có lúc từ quán nướng đến lúc lên xe, rồi kéo dài đến tận bây giờ. Ứng Tư Tuyết vẫn tỏ ra thờ ơ nhạt nhẽo
không quan tâm. Dương Hùng Minh thì mấy lần hỏi han, nhưng mà đều vấp phải những câu trả lời dẫn vào ngõ cụt. Qua mấy lần, cuối cùng đến như Húc Minh, loại người mặt dày, tính cách thô sơ, cũng cảm thấy ngượng ngập, không mở miệng nói chuyện tiếp được. Ứng đại tiểu thư này trở nên khó chơi, quả thực giống hệt như một người trước đây vậy. Loại tính cách lạnh lùng cao ngạo, dùng im lặng đuổi người ra ngàn dặm, xem ra chẳng khác gì với cả Lý Tử ngày xưa. Chẳng lẽ thật sự là Ứng Tư Tuyết bị Lý Tử gây thương tổn ở chỗ nào sao? Hay là bị đả kích quá dữ rồi, tạo thành bóng ma tâm lý rất sâu sắc rồi? Cân nhắc đến điểm này, Dương Hùng Minh cũng không dám mở miệng nhiều chuyện, sợ đâm chọc vào vết sẹo trong lòng của Lý Tử, trong lòng của Ứng Tư Tuyết. Một bữa đồ nướng, Dương Hùng Minh ăn đến no ứ tận cổ. Cuối cùng dọn sạch bàn rồi cùng Ứng Tư Tuyết trở về khách sạn. Hai người trở về phòng riêng của mình. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào đây? Thật là khó xử quá mà. Húc Minh đi lòng vòng trong phòng của mình, nhăn trán cau mày suy nghĩ. Đối với cả loại người tính cách nóng nảy, vội vàng như hắn, những tình huống mà mù mờ không thể làm rõ được rất khó chịu, tựa như bầy kiến bò lúc nhúc cắn xé trong trí óc vậy. Hắn vô cùng muốn biết Ứng Tư Tuyết cuối cùng đã gặp phải cái gì, làm sao mà sau đó tính tình biến đổi mạnh mẽ đến như vậy. Đặc biệt là chuyện này có quan hệ rất lớn đến Lý Tử. Từ khi bắt đầu đến cái thôn hoang vắng kia thì Lý Tử liền trở nên giống, không giống lẽ thường. Cô ấy mấy lần hiện thân rồi, liên tiếp giúp Húc Minh chỉ rõ vị trí hai người nhà, sau đó biến mất. Tại thời điểm người nuôi quỷ Sơn Tiêu phát động năng lực, Lý Tử vậy mà không nên giết Dương Húc Minh, ngay lập tức ngược lại đi tìm Ứng Tư Tuyết. Điểm này rất thích hợp, rất không thích hợp. Chẳng lẽ khát vọng lớn nhất trong lòng Lý Tử không phải là muốn lôi Dương Húc Minh chết theo cô nàng sao? Hay là nói bình giấm chua thật sự quá chua đến mức độ vượt qua khát vọng giết Húc Minh? Lý Tử ghen với cả Ứng Tư Tuyết quá độ rồi, thật đau đầu quá đi mà. Thật sự là muốn biết tình huống rốt cùng là thế nào đây. Dương Húc Minh đi tới đi lui trong phòng, từ phòng ngủ đi đến ban công, từ ban công đi đến phòng khách. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, Dương Húc Minh có chút hoang mang. Giờ này ai lại gõ cửa vậy? Chẳng lẽ là phục vụ khách sạn sao? Dương Húc Minh đi tới cánh cửa phòng, nhìn xuyên qua mắt thần. Cảnh tượng phía ngoài hiện rõ trong mắt của hắn. Một cô gái tóc ngắn, làn da tái nhợt đang cúi thấp đầu đứng trước cửa. Là Ứng Tư Tuyết, lúc này đã thay bộ đồ khác rồi. Dương Hùng Minh mở cửa ngạc nhiên hỏi: Tiểu Tuyết, làm sao vậy em? Anh có rảnh không? Dương Hùng Minh có chút mơ hồ nhưng vẫn gật nhẹ đầu. Rảnh? Giờ này có làm gì đâu, sao thế? Tư Tuyết nói: Có thời gian thì đi ra ngoài với các em một chút. Ứng Tư Tuyết không chờ Húc Minh trả lời mà lập tức quay người đi. Thái độ cao ngạo lãnh đạm kia toát lên vẻ đi hay không thì tự ngươi xử lý. Dường Húc Minh có chút hoang mang nhìn bóng lưng cô gái này, trong lòng tự nhủ: Đại tiểu thư này đúng thật là đổi phong cách rồi. Nhưng hắn vẫn vội vàng đóng cửa đi theo sau Ứng Tư Tuyết. Hai người một trước một sau đi tới trong thang máy. Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết đứng sánh vai nhau, nhìn bảng số trong thang máy đang không ngừng đếm lùi xuống. Dương Húc Minh cất tiếng phá vỡ không khí trầm lặng: Em muốn đi dạo ở đâu sao? Anh không quen đường ở Cửu Giang lắm đâu. Tư Tuyết nhìn cửa thang máy cũng không ngẩng đầu đáp: Đi dạo lang thang chút là được rồi. Rất nhanh thì thang máy xuống đến tầng trệt rồi. Hai người đi ra ngoài. Gió đêm mang hơi nóng mùa hè vẫn bao phủ khắp thành phố Cửu Giang. Khu vực này thì tuy gần duyên hải nhưng vẫn cách bờ biển một vùng bình nguyên rộng lớn.
khí hậu mùa lạnh, mùa nóng phân bố rõ ràng. Một năm thì cũng thường chỉ có hai mùa thế này thôi. Thời điểm mùa hè, hơi nước bốc lên từ biển, nhưng mà thiếu sự lưu động của không khí. Không có gió mạnh thổi, mây tản ra. Khi nhiệt độ lên cao thì tạo thành một lồng hấp khổng lồ. Hơi nóng không cách nào tản đi, tạo thành một kiểu thời tiết oi bức khó chịu. Thời điểm mùa đông, nơi này khuyết thiếu núi non, ngăn cản không khí. Gió rét một mạch, tiến thẳng đến, không gặp thứ gì cản trở cả. Những ngày đông thì gió rét như những lưỡi dao cạo tàn nhẫn vậy, xé rách bầu trời khắp khu vực bình nguyên này. Cửu Giang khắc nhiệt chính là dạng khí hậu nóng cực điểm, lạnh vô độ này. Huống chi bên cạnh còn có một cái hồ bàng dương cực lớn, khiến cho mùa hè càng thêm oi bức. Dù bây giờ đã là qua 12 giờ đêm rồi, đi ra ngoài khách sạn nhưng Húc Minh vẫn không cảm giác được một chút không khí mát mẻ trong lành nào cả. Thời tiết quá nóng bức khiến người ta vô cùng khó chịu, bức bối. Trên người của Húc Minh bắt đầu mồ hôi chảy ra rồi. Ngược lại thì Ứng Tiêu Tuyết một mực đi trước mặt của hắn, dáng vẻ lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi không khí oi bức này. Dù bây giờ đã qua thời gian 2 giờ đêm rồi, đi ra ngoài khách sạn, nhưng mà Dương Húc Minh vẫn không cảm giác được một chút không khí mát mẻ nào cả. Thời tiết quá nóng bức khiến người ta vô cùng khó chịu, bức bối. Trên người của Húc Minh thì bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Ngược lại, Ứng Thư Tuyết một mực đi trước mặt của hắn, dáng vẻ lại rất bình thản, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi không khí oi bức này. Hai người cứ thế trầm mặc rời khỏi khách sạn, cùng dạo bước ở bên hồ. Ánh sáng u ám của đèn đường bị những tán cây tùm ven hồ che khuất đi. Trên mặt đất lưu lại những hình bóng lắc lư dữ dội. Đêm mùa hè, tiếng côn trùng kêu vang tựa như là một dàn nhạc diễn tấu ồn ào vậy, vô cùng chói tai. Hai người một trước một sau bước đi chừng mười mấy phút. Ứng Tư Tuyết thì vẫn im lặng, không nói một lời. Dương Hùng Minh rốt cục không nín được, hắn bước nhanh về phía trước, đuổi kịp Tư Tuyết rồi cất tiếng nói: "Đại tiểu thư, em cảm thấy Cửu Giang nơi này thế nào vậy?" "Chẳng thế nào cả, không nhìn thấy bất luận thứ gì có thể khiến người ta vui vẻ, như là trong tủ lạnh gặp đồ ăn để quá lâu vậy. Cảm nhận được thì chỉ có một mùi thối mốc thôi, chán chết." Dương Húc Minh trong lòng nghe rất cái bột. Xong rồi, đây là đại tiểu thư thực sự bị kích thích quá độ rồi. Cô nàng trước kia luôn yêu đời lạc quan bỗng hóa thành ba cô, nhìn đâu cũng thấy chán chết rồi. Nhưng mà dù sao thì Ứng Tư Tuyết cũng đã chịu mở miệng nói chuyện rồi. So với im lặng như tảng đá thì vẫn là biến chuyển rất lớn rồi. Húc Minh vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục đáp lời: "Vậy đối mặt với cả năng lực của người nuôi quỷ Sơn Tiêu kia, em thấy thế nào? Vì cái gì mà năng lực của bà ta lại hoàn nguyện vậy? Lại có thể khiến cho lửa quỷ của anh tự đốt bản thân của mình? Chẳng lẽ lửa quỷ của anh còn có ý thức được sao? Định phản phệ anh hay là sao?" Trong bóng tối thì Ứng Tư Tuyết khẽ ngoái đầu lại, liếc nhìn Húc Minh, lộ ra nụ cười quỷ dị. "Lửa quỷ của anh, anh xác định kia đúng thật là năng lực của anh sao?" Trái tim của Húc Minh bỗng nhiên ngừng đập trong một giây. Ngay khi hắn bị Ứng Tư Tuyết để mắt tới, vậy mà bị dọa đến toàn thân đều nổi da gà rồi. Loại cảm giác này quá kinh khủng. Bởi vì bị hù đến lạnh toát người, Dương Húc Minh ngay cả câu nói lạ lùng của Ứng Tư Tuyết cũng không kịp hỏi lại. Thở dốc mấy lần thì sau đó hắn mới bình phục tâm tình, vội vàng trừng mắt nhìn cô gái phàn nàn: "Em làm sao mà lại có kiểu cười kinh dị dọa người như vậy hả? Đêm hôm khuya khoắt rồi, còn có để người khác có tinh thần buôn chuyện phiếm hay không hả? Còn nữa, có cách nào để xác định lửa quỷ kia đúng thật là năng lực của anh hay không?" Ứng Tư Tuyết thu lại nụ cười trên mặt, khôi phục biểu lộ bình tĩnh đờ đẫn. Cô đi đến bên chiếc ghế dài cạnh bờ hồ ngồi xuống nói: "Ngồi ở đây đi."
Ứng Tư Tuyết chỉ nửa ghế bên kia. Dương Khung Minh thì nghe lời cũng ngồi xuống, mỗi người riêng mình một nửa chiếc ghế. Ở giữa lưu lại một khoảng trống khá lớn, nhìn tựa như hai người vừa cãi nhau xong vậy, đang khó chịu ngồi cách xa cả mét. Dương Khung Minh nghiêng đầu hỏi: Em còn chưa có trả lời vấn đề của anh đâu đấy.